mắt hai ông cụ nè, hai ông cụ đó là nhà trai. À, ông lại coi dạm hỏi đang coi nhá, là cô này cô khép nép cô em, cái dàn nhạc này có ba người kêu bằng hát sẩm. Hát sẩm, hát sẩm chợ Đồng Xuân. Hát sẩm là gì? Hát sẩm là người ta hát để xin tiền. Những người hát đó rồi người ta có cái nón hay cái gì để đó, rồi người ta bỏ tiền người ta cho trong giấc ngủ, trong giấc ngủ á, trong giấc ngủ. Thì này nó thì đương nhiên là hiện thực, hiện tại. Nó cũng có những cái quá khứ, những cái hiện tại. Và tấm này, là nhà thờ Đức Bà. Tấm này là Vương Cung Thánh Đường. Vương Cung Thánh Đường, đúng rồi. Thì tôi viết lần đó đó, bức tượng cẩm thạch mà tôi tạc đó, nó cao lớn 4 feet cao, bề ngang 6 feet rưỡi. Mà đó là một cái bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng. Trước khi tôi làm cái mẫu này rồi, tôi mới đem đi lên đến trường để tôi học. Tôi đo đạc, rồi tôi mới làm thành bức tượng đó, 1-2 năm tôi mới làm xong. Bức tượng nó bây giờ đâu vậy? Bây giờ tại trường Laguna Beach Art and Design. Wow. Còn đang nằm ở trên đó. Bởi vì bữa trước tôi nói cô đó, nếu mà trường hợp lên trên đó lúc mà tôi làm việc đó, tôi làm tại đó luôn. Chú làm tấm hình nào? Minh Tỷ tất nhiên là Dương Văn Hùng, Hà Ba Minh, Lương Văn Tỷ. Tôi nghĩ nghệ thuật nó không cái cần phải có nhiều người xem, nhưng mà những người xem nó họ có thể họ hiểu được hay không, và nghĩa là họ rất là trân trọng những cái nghệ thuật của những người nghệ sĩ mà họ đã bỏ công sức ra họ tạo dựng lên, thì cái đó mới là đáng quý và đáng để lại. Vì vấn đề đó bây giờ đất nước mình nó còn cái trường hợp mà nó theo tôi á, thì tôi đã ra đi từ 75, thành ra tôi nhờ cái sự cưu mang của nước Mỹ, bởi vì vậy mà tôi có ý định, cái định đó tôi cũng hy vọng là cái định là chân chính nhất để tôi để lại này, rồi sau này những người đời sau họ quyết định như thế nào đó tùy. Họ có quyền họ làm cái công việc mà muốn đưa về Việt Nam trong cái thời kỳ nào mà họ thấy là phù hợp nhất. Ok. Cái này thì tôi nếu mà tôi nói thật thì thấy nó có vẻ
dường như là cá nhân quá đi. Mà cái cá nhân này nó có thuộc gì cũng có cái tình cảm tới thời niên thiếu của tôi, thành ra cái đó cũng có một chút nào vấn vương của những cái thời còn cay trẻ. À, cái đó xin lỗi của anh Hà Giang. Lúc đó thì tôi cũng còn cái kỷ niệm đó, thành ra tôi mới nhớ lại tôi vẽ. Tức vẽ là... đây là chỗ này cũng là một cái hò hẹn như thế nào ngày xưa đó. À, bây giờ nó còn nhớ lại được cái ký ức. Thành ra nó mơ hồ lắm, nó không có rõ ràng cho lắm. Ở bên đây là bưu điện. À, thành ra có nhiều cái nó cũng sơ xuất, nhưng mà tôi tạo ra thành theo ký ức của mình. Đây là quả tim 82 tuổi vẫn còn lãng mạn quá chứ. Cũng như nghệ thuật vậy, đâu bao giờ chết trong quả tim của một nghệ sĩ. Dường như là cái thời đó là tôi ngàn trăm trước sau sau tám, tất nhiên là sau Mậu Thân á, thì tôi lại nhà của Lê Thành Nhân ở đường Nguyễn Du. Tôi lên trường thăm đó thì tôi thích về cái tác phẩm điêu khắc của ảnh, thành ra tôi có nhã ý làm ảnh, nói tôi sẵn sàng tôi làm cho chú cho anh đó. Rồi anh mới ghé nhà giống như này. Anh mới qua nhà tôi mỗi ngày, bị ảnh đi ở bên Nguyễn Du qua Gia Long đó. Tôi ở đường Gia Long 124 Gia Long, anh qua anh làm cái tượng này tại nhà tôi, làm rồi kia rồi về tạc bằng người. Tới giờ tôi chưa đổ đồng, ảnh kêu tôi đi đổ đồng mà tôi chưa, tôi mới mang qua đây nè. Tôi mến mộ cái tài năng của anh Lê Thành Nhân, thành thử ra tôi tin tưởng anh. Lúc đó tôi chưa có làm điêu khắc, thành thử ra tôi nhờ anh mà anh làm được là tôi rất là sung sướng. Rất là kỷ niệm đối với tôi vô cùng. Nó là dấu tích thời gian. Dấu tích thời gian là cái này ở cái góc đường hồi xưa là đường Catina. Đầu tiên là đường Catina. Catina là chiếc tàu của Pháp, nó có cái tên Catina, với đường Nguyễn Huệ. Tôi nhớ nó không lầm là vậy. Một bên đó là Bono, một bên là Continental. Hồi xưa là nó là cái Phạm Maxi, sau này nó thành Bono với Continental. Ở bên kia là tòa hát chánh Sài Gòn, nhưng mà sau này Quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa.
Vậy những cái kỷ niệm này xa xưa lắm. Chúng tôi triển lãm ở bên kia là phòng thông tin á, phòng thông tin Đô Thành á, là ngang mặt đây, thành để lúc nào năm nào tôi cũng có cuộc triển lãm đó.